Rồi, Nhật Nam xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm clip này cập nhật cho các bạn một số máy linh tinh. Nói chung cũng có cả vài con iPhone, nhưng chủ yếu là hình như là dòng Oppo, cũng như là vài con Realme, Redmi, hàng chuyên game nha. Những bạn nào mua máy mua cấu hình khỏe và pin trâu thì đây là một clip đáng xem. Và clip này được thực hiện vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 các bạn nhé. Khi các bạn xem, lưu ý mình xem kỹ cái ngày, để tránh là ví dụ năm sau rồi mà mình xem clip của năm trước, mình lại tưởng Nhật Nam bán đắt. Đấy, các bạn nên xem những video mới. Và một cách theo dõi YouTube mà hiệu quả nhất để biết rằng là chúng ta luôn luôn xem được những video mới nhất, chọn mua sản phẩm ưng ý nhất, là bằng cách là các bạn nếu chưa đăng ký nhấn chuông thì hãy đăng ký nhấn chuông. Cái chữ đăng ký của các bạn mà nhìn thấy còn màu đỏ thì bạn nhấn vào đăng ký một cái. Sau khi bạn nhấn đăng ký thì nó chuyển thành màu xám. Và bên cạnh cái chữ đã đăng ký, nó sẽ hiện lên một cái chuông nho nhỏ. Bạn bấm vào cái chuông, các bạn chọn chữ là nhận thông báo tất cả, hoặc là chữ tất cả, nói chung đại loại là như vậy. Thì khi mà Nhật Nam úp video mới lên kênh á, nó sẽ báo thông báo trên cái hộp thoại thông báo ở điện thoại của bạn, cho các bạn biết là Nhật Nam có úp video mới lên. Có thể các bạn sẽ kịp thời nhảy vào xem để ủng hộ cho mình. Nói chung thì rất là cảm ơn cái sự ủng hộ yêu mến của bạn trong những năm qua mà shop di động Nhật Nam đã phát triển. Đến hiện tại thì kênh di động Nhật Nam cũng chuẩn bị đạt đến nút bạc YouTube. Hy vọng rằng mọi người hãy đăng ký nhiệt tình, nếu chưa đăng ký thì để cho mình nhanh chóng có được cái nút bạc và một phần thưởng danh giá cho tất cả những người làm YouTube ai cũng mơ ước. Và dĩ nhiên mình cũng thế. Hôm nay mình cập nhật một số máy đắt có và rẻ cũng có. Các bạn cứ xem thấy máy nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn thì mua ủng hộ cho mình. Còn không thì xem chơi cho vui, đăng ký ủng hộ cho mình là cũng được rồi. Mình xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã đăng ký kênh nhé. Và sau này tiếp tục những lời cảm ơn chân thành nữa đến tất cả những cái bạn sẽ đăng ký tiếp theo sau đây. Rồi, đầu tiên thì mình có một con Redmi Note 9, máy màu xanh đậm. Và sản phẩm này là chuẩn chỉ zin nguyên bản, nhà sản xuất từ 99 đến keng. Là phiên bản RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin trâu. Còn bảo hành đến tháng 3 năm 2022, có nghĩa là gần 1 năm. Thì đặc điểm của cái hãng Redmi này là các bạn biết là bảo hành tới 1 năm rưỡi khi bán sản phẩm mới ra. Cho nên máy này mới chỉ xuất ra thị trường khoảng 6-7 tháng. Và hôm nay mình có một máy màu xanh, một sản phẩm chuyên game các bạn nhé, rất là chất. Và nhiều người dùng đánh giá cao con máy này. Có giá bán chỉ là 3.600.000 thôi, 3.600.000. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn một con Oppo Reno 3 màu trắng bạc, khá là chất. Con Oppo Reno 3 này thì ngoại hình nhỏ gọn, đẹp chuẩn và có cái cấu hình cũng tương đối là ổn định. RAM 8, bộ nhớ là 128GB, khá là chuẩn chỉ. Pin 4000, hơn 4000 nha, nhưng mà mình đọc là 4000. Và màn hình vào khoảng 6.5 inch. Là một sản phẩm camera rất là chất, cũng như là chip xử lý đồ họa rất là ok. Có giá bán cho các bạn chỉ là 4.300.000 thôi. Một sản phẩm có thể nói là cũng còn đang gọi là siêu phẩm luôn, Oppo Reno 3 các bạn nhé, khá là chất. Tiếp theo là một sản phẩm rất là trâu của hãng Vivo, đó là con Vivo i50. Sản phẩm Vivo i50 này thì được trang bị chip Qualcomm Snapdragon của Mỹ này, RAM 8GB này, bộ nhớ 128GB này, và đặc biệt là quả pin trâu, cũng như có vân tay vân chân đầy đủ. Công nghệ màn hình nốt ruồi bên trái tới 6.53 inch, khá là lớn. Và pin thì trâu, 4 camera sau rất là chuẩn, có ngoại hình cũng khá là đẹp. Và máy này một con máy chính hãng zin keng, sử dụng được 2 sim ngon lành. Và mình xin lưu ý với bạn rằng là tất cả sản phẩm chính hãng của shop di động Nhật Nam bán ra là sản phẩm chạy hệ điều hành Android, sẽ là dùng được 2 sim và cam kết không bán máy xách tay, nên các bạn yên tâm nhé. Máy rất là chuẩn, rất là chất. Và mình luôn luôn đặt cái tiêu chí là uy tín, làm nên thương hiệu thì bạn biết rồi đấy. Luôn luôn lựa chọn từ khâu đầu vào. Đầu vào có nghĩa sao? Khi mình nhập máy là mình đã phải tuyển chọn kỹ các máy để mình nhập vào, và khi nhập về thì cũng phải test rất kỹ rồi mới bán cho các bạn nhé. Và con i50 này khá là chất như thế này, có giá bán cho các bạn là 3.800.000. 3.800.000 mình thấy rất là hợp lý luôn. Tiếp theo thì có một con Oppo F11 thường. F11 thường này thì RAM 6, bộ nhớ 64GB, cũng vừa dùng, cũng như là màn hình 6.5 inch, loa to, vân tay và hai camera sau rất là chất. Màn hình 6.5 inch bạn ha, khá là chuẩn chỉ luôn, pin cũng trâu. Một con máy màu xanh đậm rất là keng, có thể nói có ngoại hình đẹp keng gần như mới và chuẩn chỉ luôn. Cấu hình thì RAM 6, bộ nhớ 64, các bạn biết rồi đấy, cũng khá là mượt mà êm ái. Giá bán chỉ là 3.200.000 thôi các bạn nhé, 3.200.000. Tiếp theo thì mình có một cặp A31. Cặp này thì nói chung
khá là mới, khá là keng, một con máy màu đen và một con máy màu xanh ngọc rất là chuẩn. Đây các bạn thấy chỗ này nó là bẩn thôi, nó là bẩn thôi nhá, để mình thử chùi đi xem sạch hay không, hay là nó dính cái gì đây này. Ok, nó hơi khó chùi xíu, chúng ta chùi mạnh cái là nó được rồi đấy. Và hai con máy này rất là mới bởi vì cũng sản xuất chưa lâu và được dùng lướt thôi, chưa sử dụng nhiều nên còn khá là keng, một máy màu đen và một máy màu xanh ngọc. Hôm nay mình đặc biệt giảm giá bán cho các bạn chỉ là 3 triệu trên một sản phẩm thôi. Đấy, các bạn thấy cũng rất là rẻ. Pin châu, 3 camera sau, có vân tay, RAM 4, bộ nhớ tới 128GB. Thật sự ra một con máy chính hãng 128GB giá 3 triệu thì giá này là giá thu hồi vốn rồi các bạn nhé. Oppo A31 nha các bạn, nó là Oppo A31. Rồi tiếp theo mình có một con iPhone X, hay đây còn gọi là iPhone 10. Mã Nhật 64GB và chuẩn quốc tế. Đấy, nói đến dòng iPhone thì mình phải thông báo với các bạn rằng là shop Nhật Nam cam kết không bao giờ bán máy lốc và không bán máy đã bị sửa chữa trên men và thay thế màn hình linh kiện vào máy. Nói chung chỉ bán máy zin full. Zin có nghĩa là zin nguyên bản và full có nghĩa là full mọi chức năng, bao gồm cả Face ID các kiểu, con đà điểu, hoặc là những máy có vân tay thì nó sẽ có vân tay. Đấy, cam trước cam sau ngon lành rõ nét và chưa bị thay thế. Đấy, rất là chuẩn. Và con iPhone 10 này, hay còn gọi là iPhone X các bạn nhé, màu đen, tình trạng zin nguyên bản, mã Nhật 64GB, còn tình trạng pin là 88%, sẽ có giá bán cho các bạn là 7.300.000 thôi, chung giá rẻ nhất thị trường. Và tiếp theo bên cạnh đó thì mình có tuyển chọn được một con iPhone 10 màu trắng, khá là mới luôn, zin nguyên bản và tình trạng pin còn 99% luôn, khá chất. Hàng này giống như tồn kho lâu năm nó còn đấy, hoặc là cũng có thể là hàng trưng bày, hàng demo các bạn ha. Ok, thì có giá bán cho các bạn của con này là màu trắng, mã Mỹ 64GB, con này mã Mỹ các bạn nhé, chuẩn quốc tế 64GB và là máy màu trắng đẹp keng, với giá là 7.700.000 các bạn nhé. Nó cũng là iPhone X, iPhone 10 rất là chất, khá là mới đấy. Tiếp theo thì iPhone 8 nhỏ ngày hôm nay ở shop mình chỉ còn có màu trắng thôi, màu gold, màu đen thì màu đỏ thì nhiều anh em đã mua hết rồi sao á. Mình thấy ở đây hiện tại là còn mỗi màu trắng thôi. Đều là máy zin nguyên bản và tình trạng pin là 84%, chuẩn quốc tế 64GB nhá. Máy rất đẹp. À, màu trắng thì bạn thấy đây, trắng như bông bưởi luôn, chuẩn chỉ trắng ngọc trinh luôn. Đấy, ngon lành cành đào. Và đây là sản phẩm màn hình 4:7, sản phẩm iPhone 8 nhỏ, 8 thường, 8G. Đấy, nó có những cái tên gọi chung như thế. Và sản phẩm này bán ra cho các bạn là 4.500.000 các bạn nhá. 4.500.000 trên một sản phẩm nha, chứ không phải là cả cặp đâu, cả cặp là bán lúa giống đi luôn đó các bạn. Tiếp theo là con S10 Lite nha các bạn, S10 Lite của Samsung màu xanh, máy có thể nói cứ như là tươi xanh như nồi canh, chuẩn chỉ chính hãng. Và con này được trang bị con chip rất là khủng, con chip Snapdragon 8558 nhân. Thế mà không hiểu sao dạo này con này bán hơi chậm. Đấy, review nhiều lần rồi nhưng chưa bạn mua. Và hôm nay quyết định bán giá cũng rất là rẻ thôi, chỉ có 7.700.000 thôi. Bán để thu hồi vốn để làm sản phẩm khác nhé. 7.900.000. Màu xanh, đẹp keng. Tiếp theo là có một con màu đen, nói chung không keng lắm, khoảng 99. Nhưng cũng khá là ok, đổi lại thì con này lại còn được bảo hành khá lâu. Bảo hành đến tháng 8. Đấy, thì cũng bán 7.900.000, rất là chuẩn, màu đen. Cho bạn thích màu nào thì lựa màu đấy. Thực ra thì máy cũ đôi khi chảy xước nhẹ thì các bạn không cảm nhé. Ok, tiếp theo là Oppo A53. Và A53 này thì RAM 4, bộ nhớ 128GB. Pin rất là trâu, pin 5000. Và đây một máy màu xanh cũng khá là keng, chuẩn chỉ zin chính hãng, rất là ngon. Oppo A53 rất là mới, có giá bán chỉ là 3.300.000 thôi. Và sau đây là Oppo Reno 2F các bạn nhé, một con máy cũng có thể nói là siêu chất, mức độ mới kiểu siêu tầm được luôn, mới lắm, gần như một chiếc máy mới bạn ạ. Giá bán là 4.300.000 nhé. Con này thì có camera trước thò thụt và màn hình AMOLED 6.5 inch tràn viền luôn, khá là chất, cũng như là RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình rất đẹp. Oppo Reno 2F nha các bạn, Reno 2F 4.300.000. Rồi tiếp theo là có một con camera thò thụt nữa, nhưng con này là con F11 Pro và con này nhiều bạn biết rồi, đặc biệt là những bạn bán hàng Facebook hay là hay livestream là rất là thích. Con F11 Pro này có camera thò thụt rất là rõ nét, hai cam sau, pin rất là trâu, có vân tay vân chân đầy đủ, màn hình cũng là tràn viền rất là chất. Và với phiên bản
RAM 6 bộ nhớ 64GB thì giá bán chỉ có là 3.700.000 thôi. Nói chung mình thấy rất là rẻ các bạn nhé. Ok, tiếp theo là một sản phẩm siêu lướt của hãng Realme. Hãng Realme này thì các bạn biết là con này pin rất là trâu, pin 5.000, RAM 8, bộ nhớ 128GB, Realme 7i. Có giá bán mới cũng còn khá là cao, tuy nhiên con này là hàng trưng bày thanh lý, tức là trưng bày nhưng mà chưa ai dùng đâu, nên nó giống như một chiếc máy mới này. Các bạn viền cạnh thấy đẹp chưa? Màu xanh, rất là chuẩn chỉ luôn, có giá bán chỉ là 4.200.000 thôi. Cực kỳ mới nhá, con Realme 7i này chất lắm. Tiếp theo là con Realme 7 Pro. Thì đây là cũng là con hàng trưng bày thanh lý, nên là tương đương với một chiếc máy mới và có giá rất là hấp dẫn cho các bạn ngày hôm nay luôn. Xả hàng luôn, lỗ cũng bán 5.700.000 nhá. Con này là hàng chuyên game, rất là chất, chuẩn chỉ luôn. Realme 7 Pro nha các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở Google, khá là ok. Tiếp theo là mình có 3 sản phẩm iPhone XS Max, nhưng mà toàn là màu đen. Hai con có pin là 93%, một con pin 95%. Sẽ có giá bán cho các bạn như sau. Pin 95 là mình sẽ tính cho các bạn là 11.400. Pin 93 nó tính là 11.300. Đấy, cho là công bằng với tất cả các bạn. Đây là sản phẩm iPhone X 64GB zin nguyên bản nhà sản xuất, chuẩn quốc tế mã Mỹ các bạn nhé. Máy đẹp len keng như xà beng, và rất tiếc là chỉ có màu đen. Đấy, thì các bạn nào thích thì nhích luôn, bởi vì sản phẩm này rất là ổn định nha, rất là chuẩn. Và pin 9X thì cũng phải đợt nào cũng có hàng. Bạn theo dõi thì cũng biết đấy, có những đợt hàng về pin có 86, 87. Đấy, bán cũng buồn lắm. Nhưng mà dòng iPhone X này thì pin trâu, pin 8 mấy thì cũng đã ngon rồi, chứ chưa kể đến là pin 9 mấy thì quá ngon rồi các bạn nhé. Quá ngon. Rồi tiếp theo là có con S21 5G. Máy dạng tồn kho thanh lý các bạn ha, phiên bản 5G, tức là trưng bày được 1-2 tháng rồi trôi bảo hành, còn bảo hành tháng 1/2022. Máy màu đen, là một con máy mới đầy đủ com lê phụ kiện. Phụ kiện thì cái dòng về sau này nó chỉ cho mỗi cái dây sạc với cái sách hướng dẫn thôi, chả có cái trời cái đất gì các bạn nhé. Nên các bạn mua thì cũng đừng bất ngờ. Đấy. Và một con máy như thế này, hàng trôi bảo hành chưa ai dùng, có nghĩa là tương đương với một chiếc máy mới, nhưng mà sẽ không được bảo hành tới 12 tháng, bởi vì đã kích mất 2-3 tháng rồi, nên nó chỉ còn được bảo hành chính hãng vào khoảng 9 tháng thôi. Nhưng giá nó lại hấp dẫn hơn nhiều. Hôm nay mình xả nốt, nói chung là xả lỗ cũng bán thôi, là giá 15 triệu đúng các bạn nhé. Hết giá rồi, không còn bớt, không còn được giảm gì nữa đâu. Ok, mình thu hồi vốn. Với lại nhân dịp đầu tuần cho nó gặp nhiều may mắn, nay chủ nhật rồi, ngày mai anh em đặt hàng cho nó nhiều, cho nó hên, nên hôm nay mình bán hơi bị rẻ đấy. Rồi tiếp theo là mình có một con A71, hàng siêu lướt. Cái này thì có người dùng rồi, nhưng mà bạn biết người ta dùng cũng giữ gìn, và cũng như là kiểu mới dùng có vài tháng thôi nên còn mới như thế này. Đấy, ngay như các bạn thử mua một cái máy mới và các bạn dùng mà còn giữ được mới như thế này thì các bạn cũng biết là chưa dùng lâu. Đấy, không khác gì máy mới đâu. Và đầy đủ phụ kiện zin kèm theo như thế này đây. Mình sẽ bán cho các bạn với cái giá là 6.200.000 bạn nhé. 6.200.000, chung một cái sản phẩm rất là chất. Samsung Galaxy A71 full hộp, dùng siêu lướt, khách hàng mới chỉ dùng một tháng, hơn tháng đã lên đời. Là bán lại cho chúng ta. Ta sẽ mua được rẻ hơn với giá là chỉ là 6.200.000. Với cấu hình cực khủng của A71 thì các bạn cũng đã mái vận thoại để trải nghiệm. Màn hình 6 in 7 này, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB này, pin 4.500, nói chung rất là chất các bạn nhé. Rồi tiếp theo là đến S20 FE. Đây là bản tồn kho, mà không những tồn kho lại là còn được phiên bản cao, phiên bản 256GB, một con máy mới, chỉ là hàng trôi bảo hành, còn bảo hành cuối năm nay, cụ thể là tháng 12. Máy màu xanh, như một chiếc máy mới, và có thiết kế camera sau, các bạn nhìn gần giống như Note 20 nhé. Các bạn nhìn con máy này gần giống như Note 20 thường, khá là chất luôn, và cầm con máy công nhận chắc, và pin chắc chắn cũng sẽ rất là trâu. Và một con máy mới như thế này, S20 FE, hàng rất là độc, chính hãng, phiên bản 256GB, RAM 8GB, cực kỳ ok. Có giá bán cho các bạn chỉ là 10.300.000 thôi. Rồi tiếp theo là một cặp sản phẩm pin trâu, cũng là của Samsung và cũng là hàng chính hãng. Đó là cặp Samsung Galaxy A31 các bạn nhé. Máy rất mới, rất keng, có một máy màu đen và một máy màu xanh. Cặp sản phẩm này thì đều có cấu hình là pin 5000, RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình giọt nước 6 in 4, là sản phẩm Samsung chính hãng, dùng 2 SIM, rất là chất, pin rất trâu, dùng gần một tuần lễ mới phải sạc pin, rất là ngon nhá. Có giá bán là 4.200.000 trên một sản phẩm, khá là ok. Tiếp theo là một sản phẩm Oppo mới ra đời. Mới ra đời khoảng 1-2 tháng này thôi, là hàng siêu lướt. À, 3 tháng rồi. Bảo hành đến 27 tháng 1/2022 thì 3 tháng rồi, vừa 3 tháng. Đấy, thời gian trôi nhanh lắm.
và có một thiết kế giống con Oppo A93 luôn, tuy nhiên đây là dòng hạt rẻ Oppo A15s phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB, khá là chuẩn chỉ, một con máy khá mới như thế này, có vân tay vân chân đầy đủ, 3 cam sau, thiết kế rất là đẹp, pin rất là trâu, có giá bán cho các bạn chỉ là 3 triệu đồng thôi. Đấy, bạn thấy khá là ok nhá, 3 triệu thôi. Tiếp theo là con VSR Max của hãng Việt Nam, một con máy chuyên game pin trâu, pin 5000, RAM 6 bộ nhớ 64GB, khá là chuẩn chỉ, khá là ok, có giá bán cho các bạn chỉ là 3.200.000 thôi, một con máy gần như là máy mới, còn bảo hành đến tháng 6/2022, tức là hơn 1 năm. Và tiếp theo là một sản phẩm chuyên game của hãng Redmi, đó là con Redmi Note 9 Pro, một con máy rất là mới với pin hơn 5.000, màn hình tới 6 inch 6, đánh game con này thì phê pha khỏi phải chê rồi nhá. Và được trang bị con chip chuyên game Snapdragon 720G8 nhân, rất là chất, cũng như sản phẩm này gần như là một chiếc máy mới, các bạn nhìn chân sạc như này đây. Và giá bán ngày hôm nay thanh lý cho các bạn với giá là 4.600.000 thôi. Đây là máy mới chưa ai dùng nhưng mà tồn kho lâu nên thanh lý nhá. Và thậm chí còn bảo hành chính hãng đến tháng 3/2022, thì cũng còn gần 1 năm, các bạn khá là yên tâm rồi. Rồi tiếp theo là cặp sản phẩm khá là chất Oppo F11 Pro, và đây là phiên bản cao, phiên bản 128GB. Dĩ nhiên rồi, phiên bản cao thì vẫn hai camera, vân tay vân chân và camera trước vẫn là thò thụt, pin vẫn trâu và ngon như thường, bộ nhớ nhiều hơn thì giá đắt hơn một tí. Giá 4 triệu trên một sản phẩm bạn nhé. Oppo F11 Pro huyền thoại chính hãng, camera thò thụt. Sản phẩm này live stream thì khỏi phải chê các bạn ha. 4 triệu chẵn trên một sản phẩm có màu xanh và màu tím đen ở đây cho bạn lựa chọn. Và rồi tiếp theo ở đây cũng như chắc là cuối cùng trong clip này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn con iPhone 6S Plus. 6S Plus thì được cái số nó nhỏ này, nhưng mà nó có chữ Plus thế thành ra nó to hơn cả iPhone 8 luôn. Nó màn hình tới 5.5 inch bạn nhé. Và đây là con máy màu xám, mã Mỹ, 64GB, pin 100%, tức là pin thay 100%. Thay rồi các bạn về chỉ việc dùng, không cần tốn tiền thay pin nữa nhé. Ok, và có một máy duy nhất thôi, bán cho bạn với giá 4 triệu. Và các bạn lưu ý rằng là tất cả những cái sản phẩm mình review và báo giá trên kênh ở đây đều là sản phẩm máy trần, không có phụ kiện, trừ những máy có hộp thì bên trong hộp là có cái gì gửi hết cho bạn cái đấy. Còn những máy không có hộp như ở ngoài đây này là giá bán chưa bao gồm sạc và bất cứ một phụ kiện gì các bạn nhé. Khi các bạn có nhu cầu sử dụng sạc hay phụ kiện gì thì báo cho nhà Nam, khi mua máy và mua thêm sẽ được cộng tiền thêm vào đơn hàng cho các bạn. Còn trong trường hợp nhà bạn có những cái bộ sạc nó có thể dùng chung với nhau được rồi thì các bạn không cần nữa, thì không cần phải mua, chỉ cần mua mỗi máy thôi. Đây mình nói ví dụ đơn giản như con A15s này là chân sạc 8.6 hay còn gọi là chân micro, cái đầu nhỏ nhỏ dẹp dẹp này, ai mà chả có một củ sạc thì tội gì phải mua nữa. Chúng ta chỉ chi ra 3 triệu để mua đúng cái máy này thôi, đúng chưa? Về là dùng bộ sạc cũ ở nhà để tránh lãng phí thay vì vứt đi, và nếu cho kèm theo thì cũng cộng tiền vào cái sản phẩm thì lại thành ra đôn cái giá sản phẩm lên, bạn cũng bị lãng phí. Và khi mua hàng ở shop Nhật Nam, các bạn sẽ có hai hình thức để chọn lựa mua. Một là trực tiếp tại shop di động Nhật Nam, mình có shop ngay cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người gần đến nó xem và mua hàng ủng hộ mình. Còn những bạn ở xa, yên tâm mình có cung cấp ra hình thức mua bán online. Đấy, các bạn chỉ phải đặt cọc trước 100 cho đến 500.000 tùy theo giá trị sản phẩm qua một trong hai hình thức: đặt cọc bằng thẻ cào Viettel hoặc là chuyển khoản ngân hàng, sau đó gửi tin nhắn địa chỉ cụ thể rõ ràng nhà ở của bạn, Nhật Nam sẽ ship hàng cho các bạn với hình thức là ship code đồng kiểm. Dĩ nhiên tiền đặt cọc đấy đã được trừ luôn vào tiền máy rồi, các bạn sẽ phải thanh toán số tiền còn lại khi hàng đến, và Nhật Nam không bao phí ship nên sẽ có một phần phí ship cộng vào đơn hàng. Mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này. Tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra cam kết zin và bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng cho các bạn nếu có lỗi của nhà sản xuất bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.